Phật dạy, này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì sáu phép thần thông chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì năm loại mắt chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì sáu phép thần thông chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì năm loại mắt là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì sáu phép thần thông là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì 10 lực Phật chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì 10 lực Phật chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì 10 lực Phật là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tánh luôn luôn xả chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì pháp không quên mất chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tánh luôn luôn xả chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì tánh luôn luôn xả là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà-La-ni chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà-La-ni chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa chẳng thể diễn đạt nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà-La-ni là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Vì tất cả pháp môn Tam-ma-địa là pháp không thể diễn đạt nên chẳng thể diễn đạt. Do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.